Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nương lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Ba đời chư Phật thương tình, trải ban cam lộ nước lành từ bi. Cho con rửa sạch nghiệp đi, làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm. Mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham sân não phiền. Không tin tam bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng. Tuổi xanh phong túng an tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đạn phá nơi an hòa. Sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri, con nguyện y vào lời ngay. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn. Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm. Mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật thánh phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên vương, thiên long bát bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son, đế đầu kính lại chư tôn các ngài. Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội khiên. Quy y tam bảo trước tiên, Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh. Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nương nhờ. Pháp đưa con vượt qua bờ, thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần. Đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau. Tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bản ngã mưu cầu thành cao. Trải thân trong chốn ba đạo, mà không đắm nhiễm xa vào bên mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu tam bảo gia trì độ. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn,
tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng, phàm phu không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cùng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần. Tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con
cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang sâu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời. Cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh, chẳng về cõi lối triền miên, chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Xúc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp, thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chánh xoay bần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hai. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm. Làm sao bao nổi Phật ân, vá khiên dấu nặng hạ ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành.
mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương. Chư Phật cùng thánh hiền tăng, dẫm đầu đánh lễ trái bằng ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ. Chí thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút quay. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Chớ nên ngu dại tự hào, trong đời hiện tại ta nào làm sai. Cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên. Biết đâu tội lỗi oan thiên, đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệp oan. Nghiệp xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ít gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu. Giấu ai giấu được mình đâu, càng ham che giấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ điều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh. Chư tôn hiền thanh hiển linh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng vì chẳng rõ đắng điều dấu che. Nay còn phát một lời thề, không còn che giấu u mê lỗi lầm.
chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối phận tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thề tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành, đã từng chỉ giải đành rành. Bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù. Vì phiền não nhập che mù tuệ căn, nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chẳng chịch với nhau, như vòng xích sắc khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát nục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng
cần kề chữ con, giúp con gọi rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một dạ khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hận hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên. Con xin sám hối não phiền đã cam anh, hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiết mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nặng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la,
hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. 108 có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tâm sâu rộng đàn nhập tâm. Tác oai tác phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong. Não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tính tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi. Nhân duyên năm số động thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu. Nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nay con đảnh lễ Phật rồi, sám hối việc muôn đời lâu xa. Nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải
cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương thường đường ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được, triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây, toàn nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao ai, một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi, nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang, bước vào lỗi lầm tạo tới chân nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày, y lời phân dạy mà dạy công tu anh. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mạng công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời, lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dài khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng chân. Chư Phật Bồ Tát thân hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Lại xin sám hối phần tiền, tội lỗi tạo trên dương trần, sợ khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn này ít chi, diêm vương mặt sắc thị uy,
và trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng. Trùng trùng oán kia chồng chất khó lòng kéo oan. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra. Tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mình anh. Chiêm vương nổi trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim than vàng, cũng không thoát cảnh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này con sám tự đáy lòng, khẩn cầu Phật Thánh thay động chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam. Tùy theo tính chất việc làm, đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến anh. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham. Giận hờn phát tác nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạn khinh chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần. Hỏng tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngà tâm tánh hung hăng, ngà luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai. U mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thánh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Đế đầu sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con. Tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng trói mòn tâm can.
sớm trừ phiền não lẫn sang, sớm tiêu phong dần sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạc lòng, dập đầu lại đấng chi công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ ý nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềm thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sao nhập thực chất rộng không, mà ái dục chân kháng giặc trong giặc ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn kham tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Bệ ái dục sông ngàn trùng, mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phán nguyện bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà, từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh, nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng được vãng sanh thế giới. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Quán Sâu Bát Nhã. Ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt, cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào. Ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắt tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh, đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đạo đồng không có, trí tuệ mong được có được chăng, các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo
bát nhã không ngần ngại gì, không sợ hãi viên lý điên đảo, xa lìa mộng tưởng đau niên bàn. Ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mẫn thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề. Thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trừ hết thai khổ không phải nên tin chắn, xóa lòng hoài nghi nên như vậy tức thì nói chủ yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà hán yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường. Nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới, mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang năm độ. Các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo. Nguyện bao tội chương sám tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tử trước điện Phật, thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi. Nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi, hoặc tiền kiếp oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoàng tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát minh huân gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm. Khắp nguyện âm khiêu dường thái pháp giới, chúng sanh tình dữ vô tình đồng thành Phật ấy đạo. Nam mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát. Giờ đây đành lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt tiên sinh, chú
tâm quan sát tiến trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên. Tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiện lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan thiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiêu thân nhào tới lửa lò. Tự thiêu tự đốt thành cho hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang. Lìa xa bản tốt không màng lời hay, Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng. Hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương bảo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng lại hoàng xuất sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến xám ba đời nghiệp oan. Khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sát bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịt như trời này sao. Mênh mông chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như. Triệt tiêu ba kẻ nỗi thù, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh. Luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản giác chuyên vành pháp luân. Bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly. Việc siêu tư cứu bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên. Quán xong bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu. Loại trừ chướng ngại ngũng tù, vượt dòng sinh tử vẫn vô cõi thường. Con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chưa tôi.
Từ vô thủy đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh. Không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho dạy hết ba thì, nghiệp oan bức bách biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền nào cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán, nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng không, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm thứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh. Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp pháp chẳng biên gì, đại thừa bốn thể ngu si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trì kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Nào phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn. Cũng xin tha thiết lòng xóm không chờ, hướng về chư Phật chư Tôn, khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong, một mai đạo quả đạt công, nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cám thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong em. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng,
tịnh thanh cõi Phật hòa đồng chúng sinh, tiến sâu cảnh giới tịnh minh, tứ thiền thâu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập thánh siêu phàm diễn ca, não phiền của cõi ta bà, vô minh vì thế cũng đà triệt tiêu anh. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cúi đầu lạy Phật ba thời chứng cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã năng. Sám phiền não chướng vết hằng nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau, con xin tha thiên khẩn cầu. Sám hối nghiệm chướng đê đầu trình lên, nghiệm là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời, nghiệm là mầm mong luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu bao lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ cặp hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm,
mà sinh báo hộ bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mai sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên, do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng quân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, do tình pha đổi không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu
tiến vào nhà Như Lai. Coi nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của Ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin.